Chào mừng cô chú chị trở lại kênh YouTube Minh Tân TV. Thì lời nói đầu tiên thì Minh Tân gửi lời chúc cô chú chị của Minh Tân Quân của nhà hảo tâm gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt phát đạt. Mấy ngày hôm trước thì Minh Tân cũng chia sẻ video thì được cô chú Mạnh Tường Quân trong ngoài nước đã gửi tịnh tài về cho Minh Tân để làm lễ cúng nước tại chùa Sông Rôn, tổ chức lễ khánh thành cấp giới Sima. Thì Minh Tân đã nhận tiền được của chú Mạnh Tường Quân. Minh Tân sáng thì Minh Tân đã công bố số tiền của cô chú gửi để cúng chùa, cúng nước tại chùa 3 ngày. Thì hôm nay Minh Tân cũng nhận được số tiền của chú Dũng và cô Siwon gửi cho Minh Tân để 5 triệu để Minh Tân gửi đến cúng đến chùa. Thì cái nói chùa cũng đang thiếu tiền rất là nhiều. Còn khi tổ chức lễ khánh thành ngôi chính điện này thì cái số tiền này của ít lòng nhiều của chú Dũng và Siwon đã gửi cho Minh Tân để Minh Tân trao đến tay trụ trì trong ngày lễ này. Thì Minh Tân mời cô chú chị theo chân Minh Tân cùng với nhóm YouTube của Minh Tân lên vào lễ khu vực nhà lễ để gửi phần tiền này cúng đến chùa. Thì mời cô chú chị theo chân Minh Tân ạ. Đi hai hàng đi. Yeah, cái số tiền này 5 triệu thì Minh Tân cũng đã sắp xếp vô cái mâm để được cúng sư đến chùa. Đây, cái số tiền này gửi đến nhà chùa. Thì Minh Tân cũng cảm ơn chú Dũng và cô Siwon gửi số tiền này đến kênh YouTube Minh Tân TV để cúng đến ngôi chùa Sông Rôn. Bà con đang tập trung chiều rất là đông. Để tới lễ đài vô hai hàng đi, hai hàng. Quay xuống lại mày. Mang đi lại chút xíu. Lại trước đi. TV. Bạn đó bao nhiêu? Hai
Thì hôm nay người ta cũng đã nhận số tiền của chú Dũng và cô Siwan đã gửi đến cúng đến chùa. Thì một lần nữa mình tơ cảm ơn cô chú rất là nhiều đã gửi tiền tài về đây, cũng như ngày hôm qua thì nhận số tiền của cô chú đã cúng vị sư đặt bát hội. Rồi một số tiền còn lại thì mình tơ đã đặt bát từng lỗ xi măng, rồi từng quốc thiện. Thì mình tơ cũng cảm ơn cô chú rất là nhiều đã gửi tiền tài về đây. Một lần nữa mình tơ cảm ơn cô chú nhiều. Thì mời cô chú chị tiếp tục về khu vực phát nước. Quá đẹp đẹp. Ê trời. Đẹp không? Đây gần cả không? Ép cho luôn rồi. Rồi qua uống nước miễn phí nha. Rồi có gì đâu, đẹp cho kỹ đẹp. Đã hoàn thành nhiệm vụ. Rồi bây giờ thì nhóm đã quay về chỗ cũ, tiếp tục phát nước cho bà con. Rồi cảm ơn nha. Nãy mình ta đi thì giao cho mấy thầy chụp hình với anh gấu dễ thương phụ giữ cái quầy nước. Chú chị trở lại kênh YouTube Mentor TV. Để nói đầu tiên thì mình tới gửi lời chúc cô chú chị của mình tự quân của nhà hảo tâm gặp nhiều may mắn làm ăn phát tài phát đạt. Hiện tại mình tới đang có mặt tại chùa Sâm Rôn để cập nhật phát nước gửi đến cô chú anh chị. Thì hôm nay là ngày đầu tiên và buổi chiều thì nhóm mình tới cũng đang tập trung để phát nước cho bà con từ phương xa. Thì buổi sáng mình tới cũng đã đăng một video clip thì mình tới cũng mong muốn tên của mình thường quân đã tài trợ nước cho bà con buổi lễ khánh thành kết giới Sima ngôi chính điện chùa Sâm Rôn ấy. Thì mình ta cũng được cô chú mạnh thường quân ngoài nước đã hỗ trợ nguồn phí để gửi về đây để tổ chức phát nước 3 ngày 3 đêm tại chùa. Thì ở đây là buổi chiều thì bà con đang tập trung về chùa rất là đông để dự buổi lễ hành hương khánh thành ngôi chính điện. Thì mình ta chỉ phát nước lọc thôi và một cái khăn lịnh, khăn lọc và một cái khăn lọc cho bà con. Một lần nữa mình ta xin cảm ơn cô chú rất là nhiều đã đồng hành cùng mình ta để có những phần nước nho nhỏ này để góp hùng phước chung với nhà chùa cũng là để phát nước cho bà con đi đến từ xa
có một chai nước và một cái khăn lạnh để làm mát bản thân mình. Dạ dạ. Ồ, cái bọc phải không? Rồi rồi bọc. Hai cái hai bên đây anh, hai cái bị đẩy bên kia đẩy kìa. Còn không? Chào cô chú Mạnh Thường Quân đi, người đẹp. Rồi, bye. À, caramel nó khoe. À, nhớ giữ gìn vệ sinh chung nha. Chào chú Quân đi. Chào chú Quân. Chào chú Quân. Rồi nhận nước uống con ơi, nhận nước uống nè, nước uống miễn phí. Nước uống miễn phí, nhận nước giùm con đi. À, qua đây nước uống giùm con đi ha. Đó, ok, nước và một cái khăn lạnh đến từ xa, rất là mát dịu, mát lòng luôn. Đó, nhà chùa rất là chu đáo tới bà con đến từ phương xa. Đã cho Minh Tơ một cái liều để có ngay đường đi để phát nước cho bà con. Thì Minh Tơ cũng cảm ơn ban quản trị nhà chùa cũng như sư trụ trì chùa đã đồng hành cùng Minh Tơ, cho Minh Tơ một cái liều để Minh Tơ phát nước này. Minh Tơ cảm ơn nhà chùa rất là nhiều. Đó. Thì đây là nước miễn phí cô chú chị ơi, ở đâu xem được video này thì cứ qua đây nhận nước uống nghe. Thì Minh Tơ tổ chức phát nước miễn phí và khăn lạnh trong vòng 3 ngày. Đó, đây là công viên của chùa, rất là đẹp luôn. Đây, Minh Tơ chỉ đứng ở phía sau, tại phía trước là đoàn vô rất là đông, nhưng mà mình không có chỗ sắp xếp. Chỉ cho sắp xếp cho Minh Tơ ở một khu vực phía sau để phát nước cho bà con, nếu ai mà đi đường sau thì ghé đây nhận nước uống. Đây một chai nước mà khi bà con vô đây Minh Tơ phát mỗi người một chai nước xong là không uống cầm lên theo. Cầm tiếp theo để cái nào mình khát mình uống. Khu vực nhà chùa bán những cái chiếc cuốn tập sách chỉ rồi kiến, nhưng mà con nào muốn mua một phần thì lên cúng thì vào đây mua xong rồi đem lên khu chính điện để cúng trong lỗ xi ma, chính lỗ xi ma. Đây là buổi đầu tiên đây buổi giấc chiều, buổi sáng của tôi đã đăng một video gửi đến cô chú anh chị. Nước thì cứ hết thì cứ để vào liên tục để phục vụ cho bà con. Nước đá hết cứ đổ vô liên tục.
phí đây nè, nước uống nè, nước uống nè. Bán không đồng, bán không đồng. À, bên kia cho cà phê, ở đây chỉ chưa nước lọc thôi. Dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Con hai con khỉ gặp nhau kìa, con khỉ kia sao? Đây khỉ nè. À, mình quên là con khỉ Trung Quốc, còn quên là con khỉ người dân tộc Khmer. Khán giả cũng trên kênh thì cũng quen biết mình là cũng đây xuống. Nhiều khán giả trên kênh cũng biết mình là rất là nhiều. Qua đây thấy mình cho nước ai cũng vui mừng hết. Sư cũng nhận nước uống đi từ xa. Cameraman ngủ rồi. Rồi nó uống rồi cô ơi.